Cho chúng ta thành 28 miếng. Dựa theo quy định lúc trước, chúng ta chia đều, mỗi người lấy trước 5 đồng nguyên tố tệ. Hắn vừa nói vừa xuất ra một cái túi, ở trước mặt nhẹ nhàng rũa ra một cái. Từng miếng nguyên tố tệ từ bên trong lăn xuống, 28 đồng nguyên tố tệ xuất hiện. Nguyên tố bên trong sàn phóng đều chấn động mãnh liệt. Thật là nhiều tiền, chưa đường ta bọn họ chưa từng có nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là yêu tệ hay là linh tê tệ, mà là nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ có sức mua rất kinh người, cũng có tác dụng phụ trợ tu luyện tương đối tốt. Bản thân nó chính là bảo vật. Những nguyên tố tệ này thuộc tính nào cũng có, cũng không đồng nhất. Mọi người lựa chọn đi, nguyên tố tệ bằng thuộc tính ta đã cầm rồi, có lẽ các người lựa chọn, mỗi người lấy trước 5 đồng. Bốn người vui mừng mỗi người cầm 5 đồng, thuộc tính với bọn họ cũng không quá trọng yếu, mượn nguyên tố tệ để tu luyện thực sự là quá xa xỉ. Người bình thường cũng không làm như vậy, chỉ bọn họ cầm xong, trên mặt bán còn có thừa lại 3 đồng nguyên tố tệ. Vũ Băng Kỳ nói, 3 đồng nguyên tố tệ này, đường tám ngươi cầm đi. Sao? Đường Tam sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía của Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh dùng nó mua đồ rồi cho mọi người cùng chia. Vũ Băng Kỷ lắc đầu nói, không, đây là người nên được. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Trong hành trình này, người chịu trách nhiệm chỉ huy đoàn đội. Khi mà ta ngộ yêu thú, nếu không có người chỉ huy, chúng ta hẳn là không săn giết được 1/3 thành tích hiện tại. Ngươi đừng cự tuyệt. Huống chi ngươi dạy ta vùng tay mũi tên, lại dạy cố lý công ấn tranh từ loạn phi phòng trì pháp. Những thứ này chúng ta tiếp nhận, cũng cảm kích trong lòng. Cho nên, ngươi không nên khách khí với chúng ta. Không có đề nghị của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội rèn luyện này. Ngươi cầm đi. Còn có ta cũng cùng với Đường Tam học được một chiều. Độc Bạch lập tức nói, Đường Tam đụng hắn một cái, hắn mới không có đem mấy chữ từ cực ma đồng nói ra. Đường Tam nói, vậy ta không khách khí với mọi người, nếu như mọi người đều đồng ý thì ta cầm. Kỳ thân trong lòng của hắn lại đang thở dài, ta đúng là dạy các người, nhưng các người cũng không biết ta thu hoạch được gì trên người các người. Thật là một đám nhỏ thuần phát, kỳ thật thì các người đều là một bộ phận trong kế hoạch của ta, được rồi, ngoại trừ Đại Sư Huynh. 8 đồng nguyên tố tệ cũng là một khoản tiền lớn đối với Đường Tam, tăng thêm tài sản đạt được từ trên người của Phong Hùng, hiện tại hắn có cảm giác thật sự giàu có. 1 đồng nguyên tố tệ tương đương với 100 linh tê tệ, 1 vạn yêu tệ nếu đổi lại tất cả thành yêu tệ, bây giờ hắn cũng có hơn 10 vạn, nói giàu có cũng không đủ hình dung. Mọi người thu hồi nguyên tố tệ, tuy Đường Tam có nhiều hơn bọn họ nhưng không ai có bất mãn, trong thời gian ngắn 5 người đều rất hưng phấn. Lúc nào lại đi, Tiểu Đường? Độc Bạch hỏi một câu làm cho mọi người đều tập trung trên người Đường Tam. Đúng vậy, lúc nào lại đi? Lấy lần rèn luyện lần này thu hoạch quá lớn. Trừ Đường Tam mỗi người có 5 nguyên tố tệ. Hơn nữa Độc Bạch cùng với Cố Lý song song tiến giai. Lúc trước hai bọn họ tiến giai là nan đề với cả học viện. Còn có Trình Thử Trành cũng đều tiến giai rồi. Tăng lên như vậy là điều bọn họ không dám nghĩ đến. Lúc trước Cố Lý cùng với Độc Bạch đều cho rằng mình bị nhốt ở trong bình cảnh. Kết quả một lần rèn luyện lại đột phá. Đối với bọn họ, lần rèn luyện này tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng ngược lại thu hoạch vô cùng đáng giá. Dùng một câu để hình dung bọn họ chính là sẹo vừa lành thì đã quên đau. Huống chi thực lực tăng lên làm bọn họ tự tin lên nhiều. Dựa theo tốc độ như vậy, đi phải lần rèn luyện, tương lai có thể nhanh chóng tăng lên. Vũ Băng Kỷ cũng đem ánh mắt đặt trên người của Đường Tam, hắn là người duy nhất lần này không tiến giai. Đường Tam đột phá lục giai làm cho hắn không ngừng hâm mộ, mà khi hắn tiến giai thì chính thức tiến vào trong cao giai. Thất giai là một đường ranh giới, chỉ có khi đạt đến thất giai mới xem như có đường thực lực cường đại. Đường Tam nói, không thể gấp được, lần thu hoạch này đúng là rất lớn, sư huynh sư tỷ đều tiến giai rồi, nhưng các ngươi tiến giai cũng không phải là vì lần này chúng ta mạo hiểm, mà phần lớn là do các ngươi tích lũy đủ nhiều, ba người các ngươi đều khổ sở ở bình cảnh một đoạn thời gian dài, chỉ là mượn cơ hội lần này hoàn thành đột phá thôi. Đối với tu luyện, trừ kích thích bên ngoài, kích phát tiềm năng bên trong và tích lũy cũng rất trọng yếu, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tiêu hóa thu hoạch lần này, sau khi tiêu hóa xong, chúng ta sẽ tính tiếp. Vũ Băng Kỷ lúc này gật đầu nói, Tiểu Đường nói có lý, lần thu hoạch này không nhỏ, các ngươi vừa mới đột phá, hẳn là nên ổn định cảnh giới xong thì hẵng lo đến hành động lần sau. Ta nghe quan lão sư nói, vậy sao có thể tổ chức cho các đồng học nên núi rèn luyện, nhưng mà khẳng định không có chúng ta, các sư phụ cũng có ý muốn chúng ta tích lũy thêm. Độc Bạch cùng với Cố Lý có một chút thất vọng, nhưng cũng không phản bác. Đường ta mỉm cười nói, không bằng như vậy, chúng ta đặt ra một tiêu chuẩn, Cố Lý sư huynh người đem loạn phi phòng chỉ pháp ít nhất là luyện đến 18 lần công kích liên tục, xe tròn như ý muốn, tranh tử sư thì ít nhất có thể hoàn thành liên tục 3 vòng công kích kiểu chuyển kim xí phi phong trảm. Độc Bạch sư huynh,
Phương pháp tu luyện tinh thần lực lượng ta dạy người, người hãy hoàn thành nhập môn và ứng dụng sơ bộ. Nhờ cho tất cả mọi người chúng ta đều hoàn thành, chúng ta sẽ cân nhắc đi ra ngoài rèn luyện, mọi người thấy sao? Ta không có vấn đề, Cố Lý không chút do dự nói, sau đó con mắt đảo một vòng lại nói. Tiểu đường, người dạy Độc Bạch phương pháp tu luyện tinh thần lực lượng là gì, ta có thể học được không? Thì quang biến của hắn cũng mới cần tinh thần lực lượng mạnh mẽ làm hậu thuẫn đó. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, khả năng không được, phương pháp này thích hợp với trưởng khống giả tinh thần lực lượng thuần túy. Độc Bạch siêu hình vẫn chưa thử nghiệm thành công, thì quang biến của người vừa tiến dài vẫn là không nên thử, ta sợ có tác dụng phụ. Cố Lý có một chút thất vọng nói, vậy thì được rồi, ta trước luyện tập loạn phi phong chỉ pháp đã, chờ sau khi luyện thánh ta phải chỉnh đốn tiểu tử Trương Bạch Bần kia một trận tốt, ha ha. Đường Tam lúc này cười híp mắt nói, lần này kiếm được nhiều tiền như vậy, ta cảm thấy quan trọng nhất là đem tiền chuyển hóa thành thực lực, chúng ta lên đi mua sắm thôi. Ta đồng ý, Trinh Tử Tranh lập tức giơ tay lên vẻ mặt hứng phấn, đi một chuyến đến cửa hàng bán lẻ, Độc Bạch nắm trong tay nguyên tố tệ quay người đi ra ngoài. Vũ Băng Kỷ có một chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu đường ta thì sao, người thấy ta rèn luyện đến đâu thì có thể tiếp tục đi rèn luyện. Đường Tam nhìn Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một lát rồi nói, đại sư huynh lúc nào người chính thức luyện ra bằng châm thì lúc đó chúng ta sẽ ra ngoài rèn luyện. Được, Vũ Băng Kỷ lúc này không chút do dự gật đầu, tuy rằng thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, nhưng gần đây vẫn cố gắng luyện tập khống chế băng nguyên tố. Sau khi được Đường Tam chỉ điểm, cảm ngộ của hắn với băng nguyên tố đã sâu sắc hơn nhiều. Vậy thì thôi, đi đến cửa hàng bán lẻ, ta cảm thấy chính thức phát tài hẳn là Vũ Tỷ mới đúng. Vũ Băng Kỷ lúc này cười nói. Năm người cùng đi ra ngoài, trong túi quần có tiền nên lòng an tâm, Độc Bạch đi tuốt ở phía trước, thẳng đến cửa hàng bán lẻ do Mộc Vân Vũ phụ trách. Khi mà bọn họ đi vào cửa hàng, Mộc Vân Vũ đang chỉnh lại quần đồ vật, chứng kiến năm người bọn họ cùng tới. Mộc Vân Vũ không khỏi cười nói, ôi các tiểu tài chủ đã đến, như thế nào hôm nay tới mua sắm lớn sao? Đường Tam lúc này cười ha ha rồi nói, Vũ Tỷ chúng ta tới mua đồ, người xem chúng ta đến tới một lần, có thể giảm giá hay không? Giảm giá cái này không được, đương tưởng ta không biết các người kiếm được bao nhiêu tiền, còn muốn giảm giá, người không biết cái gì gọi là hâm mộ ghen ghét sao, không làm thịt các người ta đã là rất khách khí rồi. Mộc Vân Vũ mỉm cười nói. Độc Bạch nói, Vũ Tỷ ngươi không thể như vậy, ngươi nói như vậy, chúng ta liền tới nội thành mua, trong thành không chừng có càng nhiều đồ tốt hơn. Mộc Vân Vũ cũng không hoảng hốt, đi các ngươi cứ đi đi, trong thành đúng là có nhiều đồ tốt, nhưng mấu chốt không phải ai cũng bán cho ngươi, đại đa số cửa hàng đều không cởi mở với các phụ thuộc, chỉ có yêu quái tộc, thậm chí là quý tộc mới có tư cách đi vào, ngươi không tin thì đi thử xem. Đường Tam trong nội tâm khẽ động, từ lời nói của nàng, hắn đã biết thêm một tình huống mới, phụ thuộc mua đồ đều bị kỳ thị. Vũ Băng Kỷ lúc này cười ha ha rồi nói, Vũ Tỷ đừng xem tiểu tử Độc Bạch này nói lung tung, chúng ta đi lựa chọn đồ đã. Nói xong thì hắn hướng về mấy người liếc mắt tỏ ý. Mộc Vân Vũ bình tĩnh ngồi trên ghế ngồi, đi thôi, vừa ý cái gì thì nhanh lấy, sau đó tớ đề tính tiền, đồ vật có thể mang về theo từng nhóm. Có rất nhiều bảo vật cần bảo quản đặc thù, mang đi mà không dùng ngay cả mất đi công hiệu. Mộc Vân Vũ nói có thể mang đi từng nhóm chính là giúp đỡ bọn họ bảo quản vật phẩm mua sắm. Năm người không nói thêm lời nào, lập tức bắt đầu chọn lựa. Bên trong cửa hàng có vô cùng nhiều cùng chủng loại, nơi này bọn họ đều đã tới, nhưng mua đồ ở đây khả năng cũng chỉ có Vũ Băng Kỷ. Thân là đại sư huynh, hắn cũng có một chút tích góp, còn Độc Bạch, Đường Tam, Trình Thú Tranh đều là lần đầu tiên tới cửa hàng mua sắm. Cố Lý đã tới mấy lần nhưng đều không có tốn quá nhiều tiền. Tương đối mà nói, bình thường Độc Bạch cùng với Cố Lý đã được chiếu cố nhiều hơn một chút, thiên phú của bọn họ quá tốt, tiến hóa của bọn họ đối với học viện quá mức trọng yếu, học viện đối với bọn họ tất nhiên là cũng có ưu tiên, nhưng một số vật phẩm trân quý bên trong cửa hàng, học viện phải bỏ ra một cái giá không nhỏ mới mua được, không có khả năng không lý do cấp cho bọn họ, nhất là mấy năm qua bọn họ cũng không đột phá bên cạnh. Mộc Vân Vũ nói, nếu như cần lão sư để cử thì cứ tìm ta. Nàng nhìn năm người này, trong nội tâm rất là vui mừng. Nàng đương nhiên biết năm tiểu gia hỏa này tổng thu nhập chỉ sợ vượt qua 20 miếng nguyên tố tệ. Dù sao hai đầu sáp xí hồ thật sự rất đáng giá. Riêng nội đàn kia đã có giá 5 nguyên tố tệ, so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn một ít.
Ồ đúng rồi, ngày mai nhóm thứ hai sẽ xuất phát đi săn giết rèn luyện, lần này vẫn là 5 người đi. Chờ bọn họ trở về, nhóm thứ ba cũng lên đường. Các ngươi đại khái là chia thành 3 tổ, cho nên nhìn chúng thứ tốt thì tranh thủ ra tay, đừng để đám người kia trở về rồi vượt mất. Trong cửa hàng này có nhiều thứ là độc nhất vô nhị đấy, cũng chưa có bán đâu. Đường Tam nhìn bên trên tủ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Phương thức chào hàng này của Vũ tỷ có một chút bình thường, không nói những thứ kia giá rất cao, chỉ có thu hoạch. Chẳng lẽ tổ thứ hai sẽ có thu hoạch giống bọn họ sao? Loại khả năng này là phi thường nhỏ. Tiểu đội này của Đường Tam đương nhiên độc bạch không có sức chiến đấu gì. Vũ Băng Kỳ lại là đại sư huynh, thực lực đạt đến lục giai, có đại sư huynh dẫn đội lại thêm phải Đường Tam có tác dụng rất trọng yếu.